cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa chớp, và đây là mặt hoa chớp hồng. Cây này ở ngoài là chớp của nó màu hồng rất là đậm nha cô chú, nhưng mà do trong máy tính của con á mình nhìn cái màu nó không được rõ lắm. Và cái dòng chớp hồng này thì hiện tại bên cửa hàng bên con đang bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền rất là mềm, chỉ với giá tiền là 20.000 một chậu, và bên cửa hàng bên con sẽ ship đi từ 10 cây, và 10 cây thì cô chú sẽ được tặng một nha cô chú. Một combo 10 chậu 10 cây á sẽ có giá tiền là 200.000 tặng một. Tại vì bên hàng bên con cho đúng nhất là khoảng 100 chậu cho các cô chú mình về sưu tầm là chưa hết hàng rồi. Thì mấy ngày hôm trước con về 500 nhưng mà con chưa bán, còn khoảng tầm khoảng 100 cây thôi. Thì ngày hôm nay bên thứ hàng bên con xuất ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá rất là mềm, chỉ với giá tiền là 20.000 một chậu, và cô chú mình mua 10 chậu sẽ được tặng một nha cô chú. Cửa hàng bên con ship từ 10 cây trở lên. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đây sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây của cái dòng chớp hồng bên con. Và đây là cái hình cây chớp hồng nha cô chú. Và cây bên con nói chung là hàng này là cô chú mình về mình trồng lại rất là dễ rồi. Con đã bắt đầu, con đã tỉa rễ hết rồi cô chú. Rễ con đã tỉa lại và con đã dọn vệ sinh cây nên rất là đẹp nè. Mấy cái rễ này con cắt bớt rồi nè. Cây này con đã cắt gọn lại nè, rất là đẹp. Đây là hàng ưng kỳ lên nên cái mặt hoa nó rất là chuẩn. Và đây là dòng chớp hồng. Và cây này nếu mà cái cây lớn thì bên cửa hàng bên con đã từng bán ra với giá tiền là khoảng 200.000 một chậu đó cô chú. Nhưng mà hôm nay thì lâu lâu mới có lô chớp hồng như vậy thôi. Tại vì hàng Thái cái dòng chớp hồng cây con này nó không có nhiều. Và số lượng cây ngày hôm nay con đây có khoảng tầm khoảng 100 chậu. Và kích thước đang tầm ở mức là tầm khoảng từ 10cm trở lên nha cô chú. Có một số chậu ngắn hơn 10cm nhưng mà sẽ được nhiều thân. Và con sẽ lựa, con ưu tiên các cô chú mình con lựa cây nào đẹp nhất, cây nào to nhất con mới gửi hàng đi trước. Còn cây nào nhỏ thì con sẽ bán lại, con để lại sau, con không gửi. Một số mầm đang lên rất là khỏe, và hàng này là nói chung là cô chú mình về mình chăm rất là dễ nha cô chú. Cứ việc mình về mình trồng lại và mình xeo chỗ nào mà nó mát thôi, mình đừng đem ngoài mưa. Mình cứ trồng cho nó quen khí hậu Việt Nam là khoảng 1-2 tuần rồi mình đem ngoài mưa sau. Tại vì hàng Thái mình đem về là mình cứ trồng ở trong mát thôi. Cây bên con là con đang để trong nhà nè, con cứ tưới nước bình thường. Mình về là mình trồng lại nha cô chú, và cái dòng thì nó sẽ rất là mau phát triển. Và một số mắt này vẫn còn đầy đủ nha cô chú. Và con bán ra chỉ với giá tiền là 20.000 một chậu thôi. Mấy ngày trước thì còn nhiều cây con bán 25.000, nhưng mà cây hôm nay thì con sẽ bán ra giá tiền là 20.000 cho hết cái lô rồi luôn, để con nhập về lô mới con xuất ra tiếp. Đây, cây bên con này của chúng mình nhìn nè, đang đi ngọn phà phà luôn. Cái dòng mà rất là lực nha cô chú. Đây là dòng mà chấp hồng. Và giá tiền ngày hôm nay con bán ra chỉ với giá tiền là 20 một chậu thôi. Cô chú mình mua 10 cây sẽ được tặng một. Và chỉ có đúng nhất là 100 chậu cho các cô chú mình về sưu tầm. Số thoại của bên con là 0908 846, còn địa chỉ của mình đây là ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đúng với 100 chậu nha cô chú, không có hàng nhiều. Cây này rất là đẹp luôn nè, 100 chậu nhất thôi, cây cực kỳ khỏe.